Xin chào các bạn đã quay trở lại với chương trình học Anh ngữ với chúng tôi, Study English with us. Bài học này dành cho những bạn nào đã học với TK hết khóa thứ ba là sau 9 tháng. TK hy vọng rằng sau 9 tháng học, sau 3 khóa học, các bạn có thể soạn được một bài tương tự như vậy kể về một người nào đó một cách thoải mái. Đối với các bạn, vì mới học chúng ta không thể nào mà mình có thể suy nghĩ bằng tiếng Anh, nói ra bằng tiếng Anh được. Cho nên cách dễ nhất là chúng ta soạn một bài bằng tiếng Việt sau đó từ từ mình sẽ dịch qua bằng tiếng anh rồi mình học cái bài tiếng anh đó để chúng ta có thể nói một cách tự nhiên hơn vì các bạn mới học tk không ép buộc mình phải suy nghĩ bằng tiếng anh sẽ rất là khó để mình suy nghĩ bằng tiếng anh cho nên viết một bài tiếng việt chỉnh lại cho hoàn chỉnh theo đúng ý mình dịch sang tiếng anh hôm nay chúng ta sẽ tập dịch như vậy các bạn nhé chủ đề là my girlfriend bạn gái của tôi Thi sẽ đọc cho mình nghe qua một lần phần tiếng Việt Thi đã soạn trước để chúng ta hình dung được mạch lạc của câu chuyện mình sẽ đi như thế nào và chúng ta sẽ dịch sau đó. Tôi có cô bạn gái là người Thái Lan. Tôi quen cô ấy khi tôi sang Thái Lan học đại học cách đây vài năm. Hiện tại cô ấy đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam. Chúng tôi mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô và dọn vào sống chung với nhau hồi năm ngoái. Cô ấy nói được một chút tiếng Việt, còn tôi nói được một ít tiếng Thái nên khi chúng tôi nói chuyện với nhau chúng tôi sử dụng tiếng việt tiếng thái đôi khi cả bằng tiếng anh nữa cô ấy xinh đẹp và có mái tóc đen suông dài cô ấy thích nấu nướng và thích chơi cầu lông hầu như ngày nào đi làm về cô ấy cũng chơi cầu lông tôi cũng chơi cầu lông nhưng mà tôi thích bơi hơn vào cuối tuần chúng tôi thường qua gia đình của cô ấy hoặc gia đình của tôi chơi cô ấy thường hay nấu những món ăn ngon cho chúng tôi thức ăn lúc nào cũng thật là tuyệt vời Tuần trước cô ấy bị một tai nạn nhỏ ở nhà. Cô ấy bị té cầu thang và bị trật cổ chân. Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện và chụp x-quang. May quá, chân của cô ấy không bị gãy, chỉ bị trật thôi. Bác sĩ nói là cô ấy không cần phải nằm nghỉ ngơi ở trên giường, cho nên cô ấy đã đi làm trở lại như bình thường. Tôi thì không có may mắn như vậy. Cách đây 2 tháng, tôi bị ngã thang ở tại chỗ làm và bị gãy tay. Cả bác sĩ lẫn sếp của tôi đều nói tôi phải nghỉ ngơi ở trên giường ít nhất là một ngày. Tôi cảm thấy ngại vì mình chưa sơn xong cái nhà mà sếp đã giao cho. Nhưng sếp của tôi rất tử tế. Sếp nói tôi là đừng có lo lắng. Và sếp đã cho đồng nghiệp của tôi đến, đã làm hoàn tất công việc đó rồi. Hai tháng nữa, tôi và bạn gái của tôi sẽ kết hôn. Chúng tôi đang để dành tiền vì sang năm chúng tôi muốn qua Canada sống. Chúng tôi vừa mới đăng ký một vài lớp tiếng Anh với anh Frank và TK để cho chúng tôi có thể giao tiếp được với người bản xứ một cách dễ dàng khi qua đến Canada. Vâng, tạm thời chỉ có vậy thôi. Sau 3 tháng nữa tôi sẽ cập nhật thêm các thông tin về cuộc sống của chúng tôi cho các bạn. Hãy tiếp tục những việc lành của bạn và chúc bạn một ngày an yên. Các bạn có thấy khó quá không ạ? Mình có tưởng tượng rằng sau 3 khóa học mình có thể soạn được một bài như vậy giới thiệu hoặc là kể về một người nào đó Và mình có thể nói được bằng tiếng Anh hay không ạ? À? Nếu mà mình chưa được thì TK khuyên là mình nên đừng học tiếp theo Ngừng và ôm lại những bài trong 3 quý vừa rồi Để bảo đảm rằng mình có thể soạn được một bài tương tự các bạn nhé Bây giờ chúng ta sẽ cùng dịch nha Câu đầu tiên Tôi có cô bạn gái là người Thái Lan Tôi có I have Cô bạn gái A girlfriend Friend là bạn, girl là con gái, mình ráp lại là bạn gái. Vì là like, I have a girlfriend. Tôi có cô bạn gái là người Thái Lan. She is Thai. Ở trong tiếng Việt mình thấy có một câu thôi. Tôi có cô bạn gái là người Thái Lan. Nhưng bên tiếng Anh mình sẽ là I have a girlfriend. She is Thai. Cô ấy là người Thái. Tôi quen cô ấy khi tôi sang Thái Lan học đại học cách đây vài năm. Ở đây mình có từ quen tôi quen. Mình thấy không biết mình học chữ quen chưa ta. Nhưng mà các bạn nhớ lại trong ngày đầu tiên, tôi rất vui được gặp bạn. Mình sử dụng là tôi gặp cô ấy, tôi quen cô ấy. I meet. Động từ là meet. Và mình có từ số 2 là cách đây vài năm. Cách đây là ago. Vài năm là a few years. Mình ráp lại a few years ago. Tôi quen cô ấy. I met her. Ở đây TK sử dụng thì quá khứ vì mình đã gặp nhiều năm rồi. Ở đây TK sử dụng thì quá khứ đơn. I met her. Tôi gặp cô ấy. Tôi quen cô ấy. Khi tôi sang Thái Lan. Chữ khi là when. Tôi sang là tôi đã đi. I went to Thái Lan. Học đại học. Đại học có thể là university, có thể là college. Thì thay vì mình thành ra một cái câu mới, TK sẽ bỏ vào trong câu là khi tôi đi học đại học tại Thái Lan. I met her when I went to college in Thailand. Cách đây vài năm, a few years ago. Tuy nhiên có một cách khác nữa có thể sử dụng Thấy cho chữ a few years ago thì sẽ đổi lại là a few years back. Đôi khi mình muốn sử dụng một cái nào đó nó khác với thông thường một chút tạo cái dấu ấn riêng của mình. Thế vì nói a few years ago ai cũng xài như vậy mình đổi lại là a few years back. Đồng nghĩa với nhau các bạn nhé thế chữ ở go bằng chữ back. I met her when I went to college in Thailand a few years back. Hiện tại cô ấy đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam. Chữ hiện tại mình có thể dịch là now, là bây giờ. Cô ấy, she is. Now she is. Mình có thể đổi lại một cách khác nữa là she is now. Tika thích cách số 2 hơn nhé. She is now. Làm việc là Working, work là làm việc. Đây mình dịch là đang làm việc. Working. She is now working và sinh sống and living tại Việt Nam. In Việt Nam, trước đất nước, quận huyện, làng xã, thành phố chúng ta sử dụng in. In Việt Nam. She is now working and living in Việt Nam. Chúng tôi mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô và dọn vào sống chung với nhau hồi năm ngoái. Mình có chữ chúng tôi là we, mua là động từ buy. Mình kể về quá khứ vì là xảy ra hồi năm ngoái. Quá khứ của chữ buy là bought. Chúng tôi mua một căn nhà nhỏ. We bought a small house. Ở ngoại ô. Chữ ngoại ô chúng ta sử dụng từ country. Nó bổ nghĩa cho chữ căn nhà nên TK sẽ để phía trước. We bought a small country house. Và dọn vào. And moved in. Động từ move là dọn quá khứ mình thêm đi vào. And moved in. Chung với nhau. Together. Hồi năm ngoái. Last year. Mình thấy mình ráp từ từ vô. Nó dễ hơn là mình tưởng phải không các bạn? We bought a small country house and moved in together last year. Như vậy cho đến bây giờ nếu mà các bạn muốn thử tập dịch chung với TK thay vì mình ngồi mình xem TK dịch, các bạn có thể tập dịch chung bằng cách rằng sau khi TK đọc một câu tiếng Việt các bạn bấm màn hình ngừng lại và mình thử coi mình dịch như thế nào. Sau đó mình kiểm tra xem với TK, cái bài dịch của TK xem nó có giống nhau hay không, nó có gần giống nhau hay không để biết rằng chúng ta có đi đúng hướng hay không các bạn nhé. Cô ấy nói được một chút tiếng Việt, còn tôi nói được một ít tiếng Thái. Cô ấy nói được chữ được đây nói đến khả năng. Mình dùng động từ can. Cô ấy nói được. She can speak. Một chút tiếng Việt. Tiếng Việt là Vietnamese. Một chút hoặc là một vài. Some. She can speak some Vietnamese. Còn tôi nói được một ít tiếng Thái. Chứ còn trong tiếng Việt mình dịch là và, và tôi, and I. Nói được, I can speak một ít và một chút thật ra giống nhau nhưng mà tại vì mình mình nói cho nó khác như vậy để cho nó phong phú hơn. Thì bên tiếng Anh cũng vậy thay vì dùng chữ some chúng ta dùng là a bit là một chút. A bit of. Tiếng Thái là Thai language. Language là ngôn ngữ. And I can speak a bit of Thai language. Nên chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt, tiếng Thái và đôi khi bằng tiếng Anh nữa. Mình có chữ nên là so. Chúng tôi nói chuyện với nhau. Chữ nói chuyện ở đây có nghĩa là chúng tôi giao tiếp với nhau. Mình dùng từ communicate. Communicate. Cho nên chúng tôi nói chuyện với nhau. So we communicate. Bằng tiếng Việt, mình dùng là in, không phải là by các bạn nhé. In Vietnamese, bằng tiếng Việt nè. Tiếng Thái. Thai. Và đôi khi and sometimes tiếng Anh nữa, English. She can speak some Vietnamese and I can speak a bit of Thai language, so we communicate in Vietnamese, Thai, and sometimes English. Cô ấy xinh đẹp và có mái tóc đen, xuông dài. Cô ấy xinh đẹp là dễ rồi nè. She is beautiful. She is beautiful. và có mái tóc đen suông dài. Đen suông dài là tính từ bổ nghĩa cho mái tóc, cho nên chúng ta dịch là và có mái tóc and has hair và có tóc đúng không? Sau đó những chữ đen suông dài là tính từ sẽ để trước chữ hair. Trước hết mình có chữ đen là black and has black hair và có mái tóc đen and has black hair. Sau đó mình có chữ suông, suông có nghĩa là thẳng, mượt mà mình dùng từ straight âm a straight straight như vậy bây giờ vừa đen vừa suông mình không thể nào để là black rồi tới straight các bạn thấy thì K đảo ngược lại là straight rồi mới tới chữ black Chút xíu nữa thì K sẽ giải thích tại sao thì kê đảo lại như vậy cho các bạn nhé. Cái đến mình có chữ dài là long. Như vậy mình có straight, long, black, hair. Tại sao hồi nãy chữ black đầu tiên mà bây giờ mình đổi qua sau chữ straight? Rồi khi chúng ta thêm chữ long vào, mình lại đẩy chữ black ra ngoài sau nữa. Mình có một cái chủ đề gọi là thứ tự của tính từ. Khi mà mình dùng nhiều tính từ để mô tả một việc gì đó thì họ có cái thứ tự mà mình phải đi theo. Không phải là mình muốn nghĩ tới chữ nào trước rồi mình để chữ đó trước cũng được. Có rất là nhiều tính từ có thể 7, 8, 9 cái. Nhưng mà ở đây mình đang nói tới ba cái. Thì Tika sẽ ghi cho các bạn ba hoặc là bốn thứ tự trước ha. Đầu tiên là opinion, có nghĩa là quan niệm hoặc là khái niệm, suy nghĩ. Opinion. Kế đến mình có size, là kích cỡ. To, nhỏ, dài, ngắn. Size. Sau đó mình có shape, có nghĩa là, là hình dạng. Ví dụ như hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật, đó là hình dáng hoặc là hình dạng. Kế đến mình có color, là màu sắc. Mình thấy trong bốn cái tự này, màu sắc là để cuối cùng. Đó là lý do tại sao ở trong tiếng Việt thì khai ghi màu đen trước, nhưng mà khi qua tiếng Anh, vì theo thứ tự màu đen để ở phía sau, chúng ta phải dời chữ đó ra ngoài sau. Trước hết chúng ta có mái tóc thẳng, nè sau đó đến kích cỡ là dài, rồi cuối cùng là gì? Là màu sắc. She is beautiful and has straight, long, black hair. Cô ấy thích nấu nướng và thích chơi cầu lông. Ở đây mình thấy chủ ngữ là cô ấy có hai sở thích khác nhau. Cô ấy thích nấu nướng. She likes to cook. Và and thích chơi cầu lông. Vì chữ thích lặp lại được hai lần trong tiếng Anh mình không nhất thiết phải lặp lại hai lần. Mình sử dụng một chữ like ở ngay lúc đầu và mình tiếp theo phần sau thôi. She likes to cook and play badminton. Badminton là cầu lông. Play là chơi. Chơi một môn thể thao nào đó chúng ta sử dụng chữ play and play badminton. Hầu như tối nào đi làm về, cô ấy cũng chơi cầu lông. Chữ hầu như là almost. Tối nào. Tối nào có nghĩa là mỗi buổi tối, đúng không các bạn? Mình dịch là every evening. Mình ráp lại almost every evening. Hầu như tối nào. Đi làm về. Chúng ta thấy có chữ đi mình nghĩa là động từ. Đi làm về. Nhưng mà ở đây mình thấy không có chủ ngữ ở đây. Chủ ngữ là cô ấy. Sau khi về mới có chủ ngữ cô ấy. Cho nên chúng ta không dùng động từ đi làm về mình dịch là sau giờ làm chỉ sau là after làm là work after work là sau giờ làm cô ấy chơi cầu lông chữ cô ấy chơi đây là chủ ngữ mình sẽ để ra đầu câu she plays cô ấy chơi she plays almost every evening after work ở trong tiếng việt mình thấy là chơi cầu lông nhưng vì ở câu phía trước thì đã sử dụng chữ cầu lông rồi mình không cần lặp lại nữa Thay vì đó là she plays badminton thì nó thành ra là giống như là thừa đi các bạn nha. Mình sẽ bỏ ra luôn. Hầu như tối nào cô ấy cũng chơi. Chúng ta dịch như vậy. She plays almost every evening after work. Tôi cũng chơi cầu lông, nhưng tôi thích bơi hơn. Chứ cũng ở đây mình có chữ also. Tôi cũng I also chơi cầu lông, play badminton. I also play badminton. Nhưng tôi, but I, chữ thích là like, bơi hơn, chữ bơi là swimming. Nhưng tôi thích bơi, but I like swimming. Bây giờ mình có chữ hơn, một số bạn sẽ nghĩ là chữ more. I also play badminton, but I like swimming more. Mình nói như vậy sẽ không sai các bạn nhé Đúng, nhưng mà nó sẽ không hay bằng mình sử dụng từ thích hơn. Thay vì nó là I like more, tôi thích hơn. Mình có một từ là prefer. Prefer có nghĩa là thích hơn. Thì thay vì mình sử dụng là like và more, mình ráp lại thành một từ là prefer. Đây là động từ. But I prefer nhưng mà tôi thích hơn swimming. But I prefer swimming. Vào cuối tuần chúng tôi thường qua gia đình cô ấy hoặc gia đình của tôi chơi vào cuối tuần là on the weekend. Chúng tôi thường, we usually. Qua gia đình cô ấy. Mình bỏ chữ qua ra mình dịch sau đi. Mình có chữ gia đình cô ấy. Her family. Hoặc là gia đình của tôi. Or my family. Khi mà mình ráp lại như vậy mình thấy là mình thiếu động từ. Trong câu này chưa có động từ. Như vậy chữ qua chơi chúng ta phải sử dụng động từ mình suy nghĩ xem thường mình sử dụng động từ gì mình không thể dùng là go go là đi nếu mà đi thì phải tới một cái địa điểm nào đó đi đến nhà cô ấy đi đến nhà tôi còn đây là mình nói là chúng tôi qua chơi khi mà mình suy nghĩ kỹ mình thấy bên tiếng anh có cụm từ là spend time như là dành thời gian thì chúng ta sử dụng giống như là mình đi qua chơi, mình dành thời gian cho gia đình của ấy, mình dành thời gian cho gia đình của tôi. Chúng ta sử dụng động từ spend time và khi chúng ta sử dụng dành thời gian thì chúng ta có từ với dành thời gian với spend time with. Chúng ta sẽ để sau chủ từ, sau chữ we, usually. Mình ráp lại nguyên câu. On the weekend, we usually spend time with her family or my family. Câu của mình như vậy là hoàn chỉnh. Tuy nhiên để cho nó có một nét riêng biệt hơn và để mình có thể áp dụng một cái mới mình học hơn thì kia sẽ thêm một từ nữa là either either có nghĩa là hoặc là chúng tôi dành thời gian cho gia đình cô ấy hoặc là chúng tôi dành thời gian cho gia đình của tôi mình dùng chữ either or đây là một cụm từ đi chung với nhau either or hai cái này phải đi chung các bạn nhé on the weekend we usually spend time with either her family or my family Cô ấy thường hay nấu những bữa ăn ngon cho chúng tôi. Thức ăn lúc nào cũng thật là tuyệt vời. Cô ấy thường she often. Mình dùng often cũng được, usually cũng được, tùy theo mình nha. She often nấu cooks. Cooks. Những bữa ăn, các bạn có nghĩ được từ những bằng là gì không ạ? Chúng ta sử dụng từ meals là những bữa ăn. She often cooks meals cô ấy thường nấu những bữa ăn sau đó mình có từ ngon chữ ngon này là bổ nghĩa cho gì các bạn bổ nghĩa cho những bữa ăn những bữa ăn như thế nào những bữa ăn ngon như vậy vì nó bổ nghĩa cho những bữa ăn chúng ta để trước chữ bữa ăn she often cooks delicious meals cho chúng tôi for us for là cho us là chúng tôi she often cooks delicious meals for us Thức ăn lúc nào cũng thật là tuyệt vời. Thức ăn là the food. Nhưng mà để cho mình có thể làm cho gần gũi hơn, chúng ta đổi chữ the food thành ra là her food. Her food. Lúc nào cũng có nghĩa là luôn luôn đúng không? Is always. Her food is always fantastic là tuyệt vời. Wonderful cũng tuyệt vời, mình chọn từ nào cũng được. Fantastic. Fantastic tận cùng chữ C mình đọc là chữ K fantastic như vậy các bạn thấy đó chúng ta đã xong một phần ở trong bài dịch của mình và trong những cái phần dịch vừa rồi các bạn thấy thì K sử dụng thì hiện tại đơn rất là nhiều đúng không mình kể là cô ấy là người thích cái gì về sở thích nè về thói quen những gì mà thường lặp đi lặp lại thì chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn khi mà mình học xong đến cuối khóa thứ ba chúng ta học hết thì hiện tại đơn, quá khứ đơn và tương lai đơn thì thì hy vọng là các bạn áp dụng vào trong bài học của mình và mình sử dụng một cách thành thạo các bạn nha. Nếu mà bạn nào học sau ba khóa mà mình chưa nắm chắc thì cây khuyên mình nên dở lại phần văn phạm và xem lại những thì này nha. Tiếp theo chúng ta sẽ học về thì quá khứ đơn. Tuần trước, các bạn thấy không? Tuần trước có một chốt thời gian, tuần vừa rồi, tuần trước cô ấy bị một tai nạn nhỏ ở nhà. Như vậy tuần trước là last week. Cô ấy bị một tai nạn nhỏ. Mình không biết chữ bị ở đây dịch như thế nào, nhưng mà nếu mà các bạn học bài rồi, các bạn sẽ để ý trong tiếng Anh, cô ấy có một tai nạn nhỏ. Chúng ta sẽ dùng động từ have, quá khứ là had. She had a little accident. Nhỏ đây mình dùng chữ little, chúng ta không dùng là small. A little accident tại nhà at home. Last week she had a little accident at home cô ấy bị té cầu thang và bị trật cổ chân. Chữ té là fell, quá khứ nha các bạn. Ở trong phần này thì các sử dụng động từ thì quá khứ. She fell và té xuống, mình dùng thêm chữ down. She fell down là té xuống. Cầu thang, the stairs. She fell down the stairs. Ngoài ra có một từ khác thế cho chữ the stairs. Nếu mà bạn nào đã học trong khóa thứ ba rồi các bạn sẽ thấy đó là steps. Steps có nghĩa là những bậc thang Mình sử dụng stairs cũng được Steps cũng được Như vậy cô ta bị té cầu thang She fell down the steps Và bị trật cổ chân And hurt Đây là động từ nói về làm đau Bị đau, bị tổn thương Mà đã làm cái chân của cô ấy bị đau And hurt her ankle Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện Và chụp x-quang Tôi đưa Chữ đưa là gì các bạn? mình đưa là mình chở hoặc là mình dẫn, mình hướng dẫn, mình đem cô ấy đến bệnh viện. Mình dùng động từ take, quá khứ là took. I took her to the hospital. Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện. Và chụp x quang Ở đây mình mình lưu ý, mình không dịch sát nghĩa được tại vì cô ấy đâu có phải là người chụp mà cô ấy được chụp. Bác sĩ hoặc là một người kỹ thuật nào đó chụp cho cô ấy. Nên chúng ta dịch khác đi nha. Thì cái dịch là where she got an x-ray. Cô tôi đưa cô ấy đến bệnh viện và ở tại bệnh viện mình dùng là và ở đó. Where she got, cô ấy có được an x-ray, là cô ấy được chụp. Where she got an x-ray. May quá, chân cô ấy không bị gãy, chỉ bị trật thôi. Chữ may là gì? Lucky là may mắn. Ở đây chúng ta sử dụng phó từ hoặc là trạng từ. Luckily. Luckily chân cô ấy không bị gãy. Chúng ta có từ gãy, vỡ, bể, hư là break, động từ. Chúng ta sử dụng là she didn't break, cô ta không có làm gãy. She didn't break her ankle. Tiếng Anh là như vậy nhưng tiếng Việt mình dịch là chân cô ấy không bị gãy. Thì kêu có giải thích phần này rất là rõ trong quá trình mình học. She didn't break her ankle. Chỉ bị trật thôi. It was only a sprain. Sprain là bị trật. It was only a sprain. Bác sĩ nói là cô ấy không cần phải nằm nghỉ ngơi trên giường, cho nên cô ấy đã đi làm trở lại như bình thường. Bác sĩ nói, bác sĩ là the doctor, nói là sad. The doctor said, cô ấy không cần, she didn't need, she didn't need, cô ấy không cần, nghỉ ngơi. Rest là nghỉ ngơi, she didn't need to rest ở trên giường in bed mình thấy ở trên mình thường dịch là on nhưng mà ở đây mình nhớ trên giường dịch là in không được sử dụng chữ on trừ khi cái gì đó để ở trên cái giường ví dụ như là cái điện thoại ở trên cái giường thì là dùng on nhưng mà khi cô ta nghỉ ngơi cô ta nằm cũng là nằm ở trên giường nhưng mà mình dùng cụm từ là in bed những cái từ này mình chỉ có học thuộc lòng thôi các bạn nhé để cho chúng ta xài được chính xác the doctor said she didn't need to rest in bed, cho nên cô ấy đi làm lại như bình thường. từ cho nên chúng ta mới học lúc nãy là số cô ấy đi làm lại. she went back, cô ấy đi là she went, lại mình thêm chữ back là đi quay trở lại. she went back to work, đi làm như bình thường. as usual, mình có từ usually là thường thường thông thường, as usual là như bình thường. She went back to work as usual. Tôi thì không may mắn như vậy. Cách đây hai tháng tôi bị ngã thang tại chỗ làm và bị gãy tay. Chữ may mắn ở đây là mình sử dụng tính từ lucky. Tôi là ai? Ngoài sau là tính từ chúng ta sử dụng động từ gì các bạn? Nếu mà là tính từ chúng ta sử dụng động từ to be. To be của chia ai là I am. Quá khứ mình đổi lại là I was. Thêm chữ không là I was not lucky. Tôi không có may mắn. I was not lucky. Như vậy, chữ như vậy là chữ as. Chúng ta ráp vô. I was not as lucky. I was not as lucky. Làm sao chúng ta biết chữ as nằm trước chữ lucky? Khi chúng ta học, ví dụ như sau ngày hôm nay chúng ta sẽ biết rằng tôi không có may mắn như vậy, tôi không có giàu như vậy, tôi không có đẹp trai như vậy, tôi không có thông minh như vậy. Thì cái chữ như vậy đó chúng ta sẽ để nằm trước tính từ Chúng ta học một lần và chúng ta áp dụng vô những câu của sau này Thì chúng ta sẽ nhớ, à, nó sẽ nằm trước tính từ các bạn nhé I was not as lucky Tôi không có may mắn như vậy Cách đây hai tháng Two months ago Tôi bị ngã thang Khi mà kể về người bạn gái, anh thầy kể rằng à, cô ta bị té cầu thang Cầu thang là cái cầu thang ở trong nhà mình Mình đi lên lầu mình xuống lầu Ở đây là anh này nói là tôi bị ngã thang Thang này là cái thang mà mình thấy những anh thợ điện Hoặc là những thợ sơ nhà họ có cái thang Thang làm việc không phải là cái thang để mình đi lên trên lầu Mà cái thang mình leo lên cao Mình sửa gì đó ở trên cao Mình dịch là cái thang các bạn nhé Và từ thang này là ladder Ladder Chúng ta không sử dụng từ stair cho đây được I fell off a ladder Tôi bị ngã thang tại chỗ làm. Lúc nãy tại nhà là at home thì bây giờ tại chỗ làm là at work. Mình thấy sự giống nhau ha. At home, at work, tại trường học at school. Tôi bị ngã thang tại chỗ làm và bị gãy tay. Từ gãy là break, quá khứ là broke and broke my arm. Trong câu này mình thấy cụm từ chỉ thời gian là cách đây 2 tháng two months ago. Cụm từ chỉ thời gian mình có thể để ngay đầu câu cũng được, để ở cuối câu cũng được. Thường họ sẽ để ở cuối câu nhiều hơn. Thì K cũng cảm thấy rằng khi để cuối câu nó sẽ hay hơn. Cho nên thay vì nói là Two months ago I fell off a ladder. Thì K sẽ đổi lại là I fell off a ladder at work two months ago. Mình dời xuống cuối câu. Sau đó, và bị gãy tay and broke my arm. Các bạn lưu ý nha, cụm từ chỉ thời gian thường để ở cuối câu nhiều hơn để ở đầu câu. Cả bác sĩ lẫn sếp của tôi đều nói là tôi phải nghỉ ngơi ở trên giường ít nhất một ngày. Chữ cả, ở đây mình thấy có hai, bác sĩ và sếp, hai người. Mình sử dụng là both. Both the doctor and my boss. Sếp là boss. Both the doctor and my boss. Đều nói, và họ nói với tôi cho nên mình sử dụng là told me, quá khứ của chữ tell. Told me, nói với tôi. Phải nghỉ ngơi trên giường ít nhất 2 ngày. Nghỉ ngơi là rest. To rest in bed. 2 ngày là gì? two days. Ít nhất, mình có từ at least là ít nhất. Trước khoảng thời gian, một ngày, hai ngày, một năm, hai năm. Trước khoảng thời gian chúng ta có từ for, như vậy là for at least. Một ngày, One day. Và trong từ at least này các bạn lưu ý thêm một điều nữa. Thay vì dùng là for at least one day, ít nhất là một ngày, thì các có thể đổi lại chữ at least ra ngoài sau chữ one day. Như vậy nó sẽ thành là for one day at least. Hai cách nói này đều giống nhau các bạn nhé. Mình thích để ngoài trước cũng được, thích để ngoài sau cũng được. Tôi cảm thấy ngại vì mình chưa sơn xong cái nhà xếp giao nhưng mà sếp tôi rất tử tế. Tôi cảm thấy ngại, mình không biết chữ ngại là gì. Các bạn có cảm thấy mình chưa học từ ngại bao giờ chưa? Thật ra mình đã học rồi nha. Tôi cảm thấy là I feel, quá khứ của chữ feel là felt. I felt bad. Mình học bad mình nghĩa là xấu nè, tồi tệ nè, không tốt nè. Nhưng mà hôm nay mình thấy rằng nếu mà tôi cảm thấy thì tôi cảm thấy ngại. I felt bad. Vì mình chưa sơn xong cái nhà. Chỉ vì, thay vì chúng ta sử dụng là because. Nhưng mà hôm nay TK muốn giới thiệu một từ khác nữa để các bạn xài nhiều hơn. Và mình nhớ luôn từ này là từ as. Như vậy từ as có rất là nhiều nghĩa. Có khi là khi, có khi là vì, có khi là như là. Ở đây mình dịch là vì. I felt bad as. Mình chưa sơn xong. Có nghĩa là mình chưa làm xong công việc. I didn't finish. Finish là hoàn thành. The paint job. Paint là sơn, job là công việc. Tôi chưa có hoàn thành công việc sơn là tôi chưa có sơn xong. I didn't finish the paint job. Ở đây là chưa sơn xong cái nhà mình thêm chữ cái nhà vô on the house mà xếp giao. Thật ra là ở trong tiếng Việt mình dịch là xếp giao, nhưng mà trên mình có thể dùng là cái nhà đó là cái nhà tôi đang làm. Mình sẽ dịch là I was working on. I felt bad as I didn't finish the paint job on the house I was working on. Cái nhà mà tôi đang làm đó. Nhưng mà sếp của tôi, but my boss rất là tử tế, was so kind từ kind là tử tế, rất là so, was so kind. Sếp nói tôi đừng lo lắng. Sếp nói tôi, thì mình thấy khi mà nói với tôi, chúng ta sử dụng động từ tell. He told me, anh ấy nói với tôi, đừng lo lắng, not to worry. He told me not to worry. Và sếp đã cho đồng nghiệp của tôi đến. Thì đây mình thay vì đã cho đồng nghiệp, mình dịch là đã gửi một đồng nghiệp, đã cử một đồng nghiệp. And sent a co-worker. Work là công việc, worker là người làm việc. Co là người cùng làm việc với mình, mình dịch là đồng nghiệp. And sent a co-worker. Đến để làm cho xong, to finish that job, công việc đó. Công việc đó là công việc của mình, cho nên người ta làm xong dùm cho mình, mình thêm từ for me. He told me not to worry and sent a co-worker to finish that job for me. Như vậy các bạn thấy đó, phần này chúng ta sử dụng thì gì? Thì quá khứ đơn rất là nhiều. Mình kể chuyện xảy ra ở tuần trước, ở tháng trước. Trong quá khứ, mình sử dụng thì quá khứ đơn. Ở phần tiếp theo, mình sẽ lưu ý một cái thì khác nữa. Hai tháng nữa, có nghĩa là chuyện chưa xảy ra. Đây là thì tương lai. Hai tháng nữa, tôi và bạn gái của tôi sẽ kết hôn. Như vậy, hai tháng nữa mình dịch lại in two months. Hai tháng là two months. Hai tháng nữa là trong hai tháng. In two months. Tôi và bạn gái của tôi. Tiếng Việt là tôi trước bạn gái của tôi sau. Nhưng trong tiếng Anh lúc nào mình cũng là người cuối cùng. Mình đổi lại là my girlfriend and I. Tôi và bạn gái của tôi sẽ kết hôn. Are getting married. Các bạn sẽ thắc mắc tại sao chỉ I mà đi chung với I are, không phải là I am thì mình học là I am nhưng mà tại sao đây I rồi đến a thì mình lưu ý chủ ngữ ở đây là bạn gái của tôi và tôi hai người cho nên chúng ta sử dụng động từ là a các bạn nha cụm từ chỉ thời gian hai tháng nữa in two months ở trong tiếng việt mình để thời gian ngay đầu câu rất là thường xuyên khi qua tiếng anh chúng ta dời xuống cuối câu thay vì để ngay đầu câu in two months my girlfriend and i are getting married thì bây giờ chúng ta đổi lại là My girlfriend and I are getting married in two months. Chúng tôi đang để dành tiền vì sang năm chúng tôi muốn qua Canada sống. Ở đây chúng ta có từ để dành là save là để dành. Chúng tôi đang để dành we are saving money. Vì sang năm chỉ vì mình sử dụng từ as. Sang năm next year năm tới. Chúng tôi muốn we want qua Canada mình dịch là move là rời di chuyển hoặc là chuyển đến. We want to move to Canada. Chữ sống là to live mà mình không cần thiết phải nói trong tiếng Anh. Mình dời qua có nghĩa là mình qua bên đó sống. We want to move to Canada. Cụm từ chỉ thời gian một lần nữa thay vì để đầu câu là sang năm chúng tôi đi thì TK muốn dời ra cuối câu. We are saving money as we want to move to Canada next year. Chúng tôi vừa mới đăng ký một vài lớp tiếng Anh với anh Frank và TK. Từ đăng ký mình cũng học rồi nè, register. Chúng tôi vừa mới, đây là thì hoàn thành. We have registered một vài lớp tiếng Anh for some English classes. Class là lớp, một vài lớp classes. Tiếng Anh bổ nghĩa cho lớp học mình để phía trước. Some English classes. Với anh Frank và TK, with Frank and TK. We have registered for some English classes with Frank and TK. Để cho chúng tôi có thể giao tiếp được với người bản xứ, chữ để đây chúng ta sử dụng là hầu cho, mình dùng chữ so. So, chúng tôi có thể so that we. Để cho chúng tôi so that we. Có thể. Ở đây mình sử dụng có thể, có thể sử dụng động từ là can hoặc là could, nhưng mà vì đây mình nói đến tương lai, thì khi em muốn sử dụng thì tương lai chúng ta sẽ để chữ will vào. Khi có will thì không thể sử dụng can hoặc là could nữa. Mình đổi lại là be able. To be able là có thể nói về một cái khả năng nào đó. So that we will be able. Chúng tôi có thể giao tiếp nghe từ đầu bài tôi và bạn gái của tôi nói chuyện với nhau. Từ giao tiếp thì các bạn nhớ không? Communicate. So that we will be able to communicate với người bản xứ. With native speakers. Người bản xứ là native speakers. Một cách dễ dàng. Chỉ easy là dễ. Một cách dễ dàng là phó từ easily. Từ dễ dàng này bổ nghĩa cho từ nào trong câu này? Để cho chúng tôi có thể giao tiếp được với người bản xứ một cách dễ dàng. Chuyện gì dễ dàng các bạn? Chuyện giao tiếp đúng không? Cho nên trừ dễ dàng bổ nghĩa cho từ giao tiếp. Thì khi mà ráp vô câu chúng ta sẽ để Phía sau từ communicate là giao tiếp. Giao tiếp một cách dễ dàng. Communicate easily with native speakers. Kế đến là khi chúng tôi đến Canada. When we arrive. Canada là in Canada. When we arrive in Canada. Như vậy trong phần vừa rồi chúng ta sử dụng thì tương lai đơn rất là nhiều. Khi kể về một hành động nào đó sẽ xảy ra ở tương lai. Phần kết lại chúng ta có một số câu ngắn như sau. Vâng, tạm thời chỉ có vậy thôi. Khi mà mình muốn kết thúc, mình sẽ có một câu nào đó để chốt lại. Vâng, tạm thời chỉ có vậy thôi. Thì từ vâng này là một cái tháng từ khi mà mình nói, mình muốn nói à, ừ, thì vâng. Sử dụng từ well. Tạm thời là có nghĩa là ngay lúc này. Now. Thay vì để đầu câu, mình giờ xuống cuối câu. Chỉ có vậy thôi. That is all. That is all for now. Well, that is all for now. Tạm thời chỉ có vậy thôi. Sau 3 tháng nữa tôi sẽ cập nhật thêm thông tin về cuộc sống của chúng tôi cho các bạn. Như vậy từ sau 3 tháng nữa. Chữ sau là after, 3 tháng, 3 months. Thêm chữ nữa. Chữ nữa là gì các bạn? Các bạn sẽ nói nữa là more đúng không? Thì mình kêu là after 3 more months. Nhưng mà có một cách khác hay hơn. Chúng ta dùng chữ another after another three months. After another three months, sau 3 tháng nữa, tôi sẽ cập nhật, tôi sẽ là I will cập nhật là update. I will update cho các bạn. Mình thêm chữ you ngay sau từ update. I will update you. Mình cập nhật các bạn về gì? Về cuộc sống của chúng tôi. Thì về mình dùng từ with more news là những thông tin khác từ cuộc sống của chúng tôi. From our lives. Như vậy tiếng Anh mình thấy viết khác, tiếng Việt dịch khác. Mình chỉ có thể nói được khi nào mà mình viết cái câu tiếng Anh ra như vậy và mình đọc nhiều lần. Để sau này khi mà mình nói mình không dịch sát nghĩa từng chữ từng chữ nữa vì nó sẽ không chính xác các bạn nha. Mình phải hiểu xem ở bên tiếng Anh những câu đó họ thường nói như thế nào. Và mình bắt chước như vậy. I will update you with more news from our lives. Và một lần nữa cụm từ chỉ thời gian là after another three months chúng ta sẽ dời xuống cuối câu. Như vậy câu của mình là I will update you with more news from our lives after another three months. Hãy tiếp tục những việc lành của bạn và chúc bạn một ngày an yên. Hãy tiếp tục có nghĩa là keep up. Keep là hãy gìn giữ hoặc là tiếp theo. Keep up là hãy tiếp tục. Những việc làm tốt hoặc là những việc lành của bạn. Chữ tốt hoặc là lành, chúng ta sử dụng từ good. Keep up the good work. Ở đây mình có là những việc nhưng mà ở chữ work thì không thêm S. Vậy đây là danh từ, không đếm được. Khi mà chữ work mà có chữ S có nghĩa là những tác phẩm. Nó khác nha các bạn. Nếu mà nói về những việc làm, những việc lành. từ work, không thêm S. Keep up the good work. Và chúc bạn một ngày an yên. Thay vì mình nói là have a nice day, một ngày tốt lành, have a nice day cũng được. Nhưng mà mình muốn nói một cái từ khác với bình thường mình sẽ đổi chữ nice thành chữ peaceful. Peaceful có nghĩa là bình an, mình dịch ra là an yên. Have a peaceful day. Keep up the good work and have a peaceful day. Đó là một cách để cho chúng ta kết lại cái bài nói của mình, bài đọc, bài nói, bài viết đều được hết các bạn ha. Như vậy là chúng ta đã xong bài của ngày hôm nay lúc đầu khi mà mình thấy TK đọc các bạn thấy rất là khó nó nhiều quá nó quá chừng chi tiết và nó dài nữa nhưng mà khi mà các bạn dịch các bạn thấy nó không đến nỗi như là mình tưởng sau khi mình viết một bài hoàn chỉnh ra TK khuyên các bạn nên đọc đi đọc lại rất là nhiều lần khi đọc mình nên đọc to để thứ nhất mình chỉnh được cái phát âm của mình thứ hai khi mình đọc nhiều lần mình sẽ nhớ được cái mẫu câu cái cấu trúc câu là như vậy lần sau khi mình nói đến mình không cần phải dịch nữa Chúc bạn một ngày an yên, have a peaceful day. Không cần phải ráp từng chữ vô nữa. Have a peaceful day, have a nice day, have a wonderful day. Tất cả đều xài được hết. Và mình xài được một cách thoải mái khi nào? Khi mình tập luyện thật là nhiều. Cho nên tập đọc. Dễ nhất trong cái quá trình học tiếng Anh là tập đọc. Không cần phải vận động não, không cần phải suy nghĩ, không cần phải nhớ. Chỉ cần nhìn đọc, nhìn đọc, nhìn đọc. Chúc các bạn học thật là tốt và TK hy vọng các bạn thích video này của TK. Vui lòng like và share giùm cho TK nha. Cảm ơn các bạn thật là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye.